Cô chào các em. Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta cùng học bài tập đọc Voi nhà trang 56. Bài học này giúp các em biết ngắt nghỉ hơi đúng, trả lời được các câu hỏi và hiểu được nội dung bài đọc, viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời nhân vật. Trong tiết học hôm nay, cô và các em sẽ tiến hành 3 hoạt động. Hoạt động 1, luyện đọc. Hoạt động 2, tìm hiểu nội dung bài. Hoạt động 3, viết chính tả. Chúng ta cùng bước vào hoạt động 1, luyện đọc. Các em nghe cô đọc lại toàn bài nhé. Voi nhà. Gần tối, cơn mưa rừng ập xuống. Chiếc xe của chúng tôi bỗng khựng lại. Tứ rú ga mấy lần nhưng xe không nhúc nhích. Hai bánh trước đã gục xuống vũng lầy. Chúng tôi đành ngồi thu lu trong xe, chịu rét qua đêm. Gần sáng, trời tạnh. Tứ nhảy xuống nhìn, lắc đầu. Thế này thì hết cách rồi. Bỗng cần kêu lên, chạy đi, voi rừng đấy. Mọi người vội vã nhét vào lùm cây ven đường. Một con voi già lừng lững tiến về chiếc xe. Tứ chộp lấy khẩu súng, cần vội ngăn lại. Không được bắn. Con voi lúc lắc vòi ra hiểu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe. Tứ lo lắng, nó đập tan xe mất, phải bắn thôi. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mảnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó vơ vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tung. Thật may cho chúng tôi đã gặp được voi nhà. Theo Nguyễn Trần Bé. Trong bài có một số từ ngữ khó, các em nghe cô đọc nhé. Khựng lại, nhúc nhích, vũng lầy, lúc lắc, quặp chặt, quơ vòi, lững thững. Bài văn có 3 đoạn. Đoạn 1, từ gần tối đến qua đêm. Đoạn 2, từ gần sáng đến phải bắn thôi. Đoạn 3, còn lại. Ở đoạn 3 có một số câu văn dài. Khi đọc, các em chú ý ngắt, nghỉ và nhấn mạnh ở những từ ngữ được in đậm trong câu văn. Các em nghe cô đọc nhé. Nhưng kìa, con voi quặp chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hô vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tung. Cô đã hướng dẫn các em luyện đọc rồi. Các em sẽ đọc lại nhiều lần bài tập đọc này cho thật tốt các em nhé. Chúng ta cùng chuyển sang hoạt động 2, tìm hiểu bài. Trong bài có một số từ khó. Cô và các em sẽ cùng nhau đi giải nghĩa từ. Voi nhà. Voi được người nuôi dạy để làm một số việc. Khựng lại có nghĩa dừng lại đột ngột vì một tác động bất ngờ. Rú ga, tăng thêm ga cho máy nổ mạnh. Vụt xuống vũng có nghĩa là chúi ngập hẳn xuống. Thu lu, thu mình gọn nhỏ lại. Lừng lững, to lớn và như từ đâu hiện ra trước mắt, gây ấn tượng đáng sợ. Các em cùng đến với câu hỏi 1. Vì sao những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng? Để trả lời câu hỏi này, các em đọc thầm lại đoạn 1 sẽ thấy. Những người trên xe phải ngủ đêm trong rừng vì xe bị sa xuống vũng lầy, không đi được. Câu hỏi 2. Mọi người lo lắng như thế nào khi thấy con voi đến gần xe?
Các em đọc thầm đoạn 2 để trả lời câu hỏi này cho cô nào. Mọi người lo sợ con voi đập nát xe. Khi đó, Tứ lấy khẩu súng định bắn, nhưng Cần đã vội ngăn lại. Các em cùng đến với câu hỏi 3. Con voi đã giúp họ thế nào? Đoạn 3 cho ta thấy con voi giúp mọi người bằng cách voi quặp chặt vòi vào đầu xe, co mình, lôi mạnh chiếc xe qua khỏi vũng lầy. Qua bài học này, chúng ta thấy voi rừng được nuôi dạy thành voi nhà, làm nhiều việc có ích cho con người. Đây cũng chính là nội dung của bài tập đọc này đấy, các em ạ. Các em quan sát một số hình ảnh để thấy được voi có ích như thế nào đối với con người của chúng ta nhé. Cô và các em cùng đến với hoạt động 3, viết chính tả. Các em sẽ viết đoạn từ con voi lúc lắc vòi đến hướng bảng tôn. Bây giờ các em nghe cô đọc lại đoạn viết nhé. Voi nhà. Con voi lúc lắc vòi ra hiểu điều gì đó, rồi đến trước mũi xe. Tứ lo lắng, nó đập tan xe mất, phải bắn thôi. Nhưng kìa, con voi quật chặt vòi vào đầu xe và co mình lôi mạnh chiếc xe qua vũng lầy. Lôi xong, nó hơ vòi về phía lùm cây, rồi lững thững đi theo hướng bản tôn. Theo Nguyễn Trần Bé. Trong đoạn viết này có một số từ khó. Quặp chặt. Tiếng quặp có phụ âm đầu quờ, vần ắc, thanh nặng. Tiếng chặt có phụ âm đầu chờ, vần ắc, thanh nặng. Ở tiếng chặt, âm cuối là âm tờ, các em nhé. Hơ vòi. Các em chú ý cho cô tiếng hơ. Tiếng hơ có âm đầu hờ, vần ơ, thanh ngang. Bản tôn. Tiếng tôn được viết qua âm đầu tờ, vì đó là tên riêng, các em nhé. Các em sẽ viết đoạn văn này vào tập trắng, rèn chữ viết cẩn thận, rõ ràng, trình bày bài sạch sẽ. Các em có làm được không nào? Tiếp theo, cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập 2A, trang 57. Đề bài yêu cầu như sau. Em chọn chữ nào trong mặc đơn để điền vào chỗ trống? Sâu hay sâu? Sắn hay sắn? Sinh hay sinh? Sát hay sát? Bài tập này giúp các em phân biệt âm đầu sờ, sờ. Cô và các em cùng nhau đi làm dòng đầu của bài nhé. Chúng ta thấy, để đi với tiếng bọ thì các em điền sâu hay sâu nhỉ? Chúng ta phải điền sâu, các em ạ. Khi đó, cô sẽ có từ sâu bọ. Sâu bọ là một loài côn trùng đấy. Chúng là lớp thuộc về ngành động vật không xương sống. Còn đi với tiếng kim, chúng ta phải điền sâu. Cô có từ sâu kim. Đã khi nào các em giúp bà, giúp mẹ sâu kim chưa? Tương tự như vậy, các em hoàn thành tiếp cho cô 3 dòng còn lại của bài tập này nhé. Sau tiết học ngày hôm nay, các em đọc lại bài tập đọc Voi nhà, trả lời 3 câu hỏi của bài, viết đoạn chính tả vào tập trắng, chuẩn bị bài sau, sơn tinh, thủy tinh. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chúc các em học tốt. Hẹn gặp lại các em trong các tiết học sau. Tạm biệt các em.